Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, những ngày qua tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài, nước chảy mạnh khiến đường Hải Thượng Lãng Ông qua địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Vũ Quang bị sạt lở kéo dài khoảng 20 m, rộng gần 4 m, sâu khoảng 6 đến 7 m. Ước có gần 100 m khối đất đá, nền nhựa mặt đường bị sạt lở, sập, cuốn trôi. Hiện tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục lan rộng và khoét hầm ếch sâu vào lòng đường. Tại Quảng Nam, nước từ thượng nguồn đổ về những ngày qua khiến nhiều điểm trên bờ sông Vu Gia qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa chia cắt tuyến đường độc đạo dẫn vào khu vực có 200 hộ dân sinh sống. Nhiều vị trí sạt lở chỉ cách nhà ở người dân khoảng hơn 100 m. Còn tại Quảng Ngãi, vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 14 tháng 11, ngọn núi phía sau nhà bà Đỗ Thị Yến Nhi ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở đất và làm sập tường nhà bà Nhi với chiều rộng 6 m, chiều cao 4 m, kéo theo bùn đất cuốn trôi vào bên trong lên láng. Do phát hiện kịp thời nên gia đình bà Nhi chạy kịp nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ủy ban nhân dân xã Ba Tô cũng đã di dời 2 hộ dân ở cùng thôn Làng Mạ đến nơi an toàn. Trong sáng 14 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi xử lý thông đường tại đoạn sạt lở trên tuyến đường DT626, khu vực dân cư Đồi Gu ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, cũng như tuyến đường Di Lăng đi Trà Trung. Tại xã Trà Giang, huyện Trà Bồng có tình trạng đất đá bị trượt xuống đường và cống thoát nước bị tắc dòng chảy. Tại huyện Minh Long, tuyến DT628 Thanh An - Long Môn bị sạt lở ở điểm đèo Long Môn. Mưa lũ cũng làm các tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Sơn Tây bị sạt lở cục bộ, ách tắc giao thông. Các tuyến đường giao thông tại các xã Sơn Trung, Sơn Bao, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà bị sạt lở cục bộ. Đồng thời, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn bị ngập khoảng 0,2 m.